Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 8, Quốc hội Thái Lan thông báo Hạ viện sẽ tiến hành bầu thủ tướng mới vào ngày 16 tháng 8 sau khi ông Sretha Thavisin bị tòa án hiến pháp ra phán quyết phế chất chức thủ tướng. Tuyên bố của Quốc hội nêu rõ, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu vào 10 giờ sáng ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương, tức 10 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam. Tránh văn phòng Thủ tướng Thái Lan cũng xác nhận Hạ viện nước này sẽ họp vào ngày 16 tháng 8 tới để bầu Thủ tướng mới. Theo quy định của Quốc hội Thái Lan, một ứng cử viên được đề cử làm Thủ tướng phải giành được sự ủng hộ của hơn một nửa số thành viên Hạ viện, hiện có 493 nghị sĩ. Trước đó cùng ngày, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết phế chốt Thủ tướng Sretta vì vi phạm hiến pháp trong việc bổ nhiệm nhân sự nội các. Ông Sretta thông báo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Phung Tham Cha sẽ trở thành Thủ tướng lâm thời. Trong trường hợp ông Phung Tham không thể đảm nhận công việc, vị trí sẽ được giao cho Phó Thủ tướng Surya Jongrum Jangkit. Thủ tướng Nhật Bản Kishida thông báo ông sẽ không tranh cử vị trí chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do vào tháng 9 tới, nghĩa là nhiệm kỳ thủ tướng của ông sẽ kết thúc sau chưa đầy 3 năm nắm quyền. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đã lãnh đạo Nhật Bản gần như liên tục kể từ năm 1945 sẽ tổ chức bầu chủ tịch đảng vào tháng tới trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ dành cho LDP giảm mạnh do giá cả tăng. Cuộc bầu cử chủ tịch đảng lần này cần phải cho người dân thấy rằng NDP đang thay đổi và là một LDP mới. Để làm được việc này, các cuộc bầu cử minh bạch và công khai cùng những cuộc tranh luận tự do quyết liệt là rất quan trọng. Thủ tướng Kishida, 67 tuổi, nhậm chức vào tháng 10 năm 2021, tỷ lệ ủng hộ ông giảm mạnh do giá cả tăng cao ảnh hưởng đến thu nhập của người dân Nhật Bản và một số vụ bê bối. Tháng 11 năm ngoái, ông Kishida công bố gói kích thích kinh tế trị giá 17.000 tỷ yên, hơn 100 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm áp lực từ lạm phát và củng cố vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, biện pháp này không giúp ông cải thiện mức tín nhiệm. Ông cũng phải đối mặt với sự bất bình của công chúng về việc tiền lương không theo kịp chi phí sinh hoạt tăng cao, cùng với lạm phát, một hiện tượng xa lạ và không mong muốn đối với cử tri Nhật Bản, tăng trưởng đã chững lại, giảm 0,7% trong quý đầu tiên. Mặc dù có sự phục hồi trong những tuần gần đây, đồng yên vẫn là một trong những loại tiền tệ có hiệu suất kém nhất thế giới, khiến hoạt động của các nhà xuất khẩu dễ dàng hơn nhưng lại đẩy giá nhập khẩu lên cao sự ủng hộ của công chúng đối với ông Kishida cũng bị giảm sút trong bối cảnh có những tiết lộ về mối quan hệ của LDP với giáo hội thống nhất gây tranh cãi và các khoản đóng góp chính trị được thực hiện tại các sự kiện gây quỹ của đảng không được ghi lại. Về lý thuyết, ông Kishida có thể lãnh đạo đất nước đến năm 2025, tuy nhiên, theo NHK, ngày càng nhiều ý kiến trong LDP cho rằng đảng này sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025 dưới chính quyền Kishida. Theo ông Koichi Nakano, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Sofia cho biết, ông Shigeda quyết định ra đi vì ông biết mình sẽ thua trong cuộc chiến giành quyền lãnh đạo. Là Thủ tướng Nhật Bản có thời gian tại vị lâu thứ 8 kể từ sau chiến tranh, ông Kishida đã đưa Nhật Bản thoát khỏi đại dịch COVID-19 bằng gói kích thích chi tiêu khổng lồ. Ông cũng bổ nhiệm ông Kajua Uda, một học giả, được giao nhiệm vụ chấm dứt chính sách kích thích tiền tệ cấp tiến của người tiền nhiệm làm người đứng đầu Ngân hàng Nhật Bản. Ông Kishida cũng có bước đột phá so với những người tiền nhiệm trước đây giúp Nhật Bản tránh được nền kinh tế nhỏ giọt do lợi nhuận của các công ty được nâng cao để ủng hộ các chính sách nhằm thúc đẩy thu nhập hộ gia đình, bao gồm tăng lương và thúc đẩy quyền sở hữu cổ phiếu. Sau vụ ám sát hụt hồi tháng 7, ông Trump được kỳ vọng sẽ hướng đến các thông điệp mang tính ôn hòa và đoàn kết đảng phái hơn. Song thay vào đó, cựu tổng thống Mỹ vẫn duy trì việc công kích các gương mặt phía Đảng Dân chủ, thậm chí cả những thành viên Đảng Cộng hòa không cùng quan điểm với mình. Trong bối cảnh ngày càng bị đối thủ mới trong cuộc đua vào Nhà Trắng, phó tổng thống Kamala Harris nới rộng khoảng cách trong các cuộc thăm dò, những động thái gần đây của ông Trump khiến nhiều người liên tưởng đến cách thức tranh cử từng được ông áp dụng năm 2016 nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa lo ngại rằng những chiều cũ này sẽ phản tác dụng dù chúng từng tỏ ra hiệu quả trong việc đưa ông Trump lên đỉnh vinh quang năm 2016. Theo báo USA Today, nhiều bằng chứng cho phương thức tranh cử không giống ai của ông Trump có thể gặp vấn đề trong năm nay. Nếu như ban đầu, nhiều cử tri còn nhận thấy phong cách đâm bị thóc, chọc bị gạo là mới mẻ, thẳng thắn và trực diện, thì sau đó 8 năm chúng trở nên nhàm chán, lặp đi lặp lại và có phần lạc lõng chuyên gia khảo sát frank lunch cho biết ông trump đang quá mải mê với việc công kích cá nhân mà chưa tập trung vào những vấn đề nổi cộng như lạm phát và nhập cư trong khi cử tri mỹ muốn thấy những hành động thiết thực của cựu tổng thống mỹ hơn những lời nói suông hơn nữa ông trump cũng khó giành chiến thắng chỉ với nền tảng người ủng hộ bảo thủ của mình mà cần phải tiếp cận các thành phần cử tri ôn hòa hơn những người đang dần bị thu hút bởi các chiến dịch của phó tổng thống harris Bản thân ông Trump tuần này cũng tuyên bố trước báo giới rằng ông thấy không cần thiết phải điều chỉnh chiến lược tranh cử, đồng dự đoán ông sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Tối ngày 14 tháng 8, quyền thống đốc tỉnh Kursk của Nga, ông Alexei Smirnov cho biết, chính quyền đã quyết định sơ tán người dân tại huyện Klubkov, khu vực tiếp giáp với Ukraine và có dân số khoảng 20.000 người trong bối cảnh lực lượng Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực biên giới. Trên ứng dụng Telegram, ông Smilov cho biết cảnh sát và các cơ quan nhà nước khác sẽ phối hợp thực hiện công tác sơ tán. Trước đó, thống đốc tỉnh biên giới Ben của Nga, ông Vriachilat Grabkov cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh, đồng thời xác nhận tiến hành sơ tán dân thường đến những khu vực an toàn hơn. Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kurs của Nga từ ngày 6 tháng 8. Ngày 9 tháng 8, Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga áp dụng các biện pháp an ninh tại Kurs, Brios và Bengorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công. Các biện pháp này có thể bao gồm di rời người dân đến các khu vực an toàn, đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm. Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ đã đệ đơn kiện lên ban quan hệ lao động quốc gia với cựu tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk vì công khai hoan nghênh việc sa thải những nhân viên đe dọa đình công. Theo luật liên bang tại Mỹ, công nhân không thể bị sa thải vì đình công và đe dọa làm như vậy là bất hợp pháp theo đạo luật quan hệ lao động quốc gia UAWK cho biết trong một tuyên bố. Sau hành động của liên đoàn vào thứ ba, Moss đã chỉ trích chủ tịch UAWK San Fran trong một bài đăng trên mạng xã hội ám chỉ đến hai cựu chủ tịch liên đoàn đã vào tù vì tội nhận hối lộ và tham nhũng một giám sát viên do tòa án chỉ định của UAW đang điều tra một số giám đốc điều hành công đoàn, bao gồm cả cáo buộc rằng Phan đã trả thù một thành viên trong ban quản trị của mình, khi đó không thực hiện các hành động có lợi cho đối tác trong nước của Phan và chị gái của cô ấy. Các quan chức chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, Mức thuế 100% mà ông Cam kết áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ củng cố ngành công nghiệp trong khi các chính sách về xe điện của bà Harris đang gây tổn hại đến ngành sản xuất của Mỹ. Bộ phận chiến dịch tranh cử của bà Harris hiện chưa đưa ra bình luận sau hành động của UAW. Các thành viên của UAW tại Michigan có xu hướng đứng về phía Đảng Dân chủ, nhưng những công nhân ủng hộ ông Trump đã tổ chức các cuộc biểu tình của riêng họ trong những tuần gần đây. UAW đã dẫn đầu cuộc đình công kéo dài 6 tuần chống lại Big Three của Detroit vào mùa thu năm ngoái trước khi giành được các hợp đồng kỷ lục. Tesla đang phải đối mặt với các cáo buộc riêng từ hội đồng quản trị rằng họ đã ngăn cản việc thành lập công đoàn một cách bất hợp pháp tại một nhà máy ở Buffalo, New York. Khi chỉ còn hơn 22 tuần tại chức, Tổng thống Joe Biden dần cởi mở hơn về dự định cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng. Ông chia sẻ đang tìm công việc mới. Trong buổi gặp mặt với các nhà sáng tạo nội dung trực tuyến tại văn phòng điều hành Eisenhower ngày 14 tháng 8, với vẻ điềm tĩnh hóm hình, Tổng thống Joe Biden chia sẻ đang tìm công việc mới để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi kết thúc nhiệm kỳ, theo New York Times. Tổng thống Joe Biden chia sẻ, Tôi nghĩ các bạn đang phá vỡ những quy tắc theo cách sẽ thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp và đó là lý do tôi mời các bạn đến nhà trắng bởi tôi đang tìm việc làm. New York Times nhận định dường như vị tổng thống đang dần thích ứng với vai trò mới, một chính khách tận hưởng những ngày hoàng hôn cuối sự nghiệp ít nhất là trước công chúng. Trong những ngày gần đây, Tổng thống đã thể hiện thái độ nhẹ nhàng và thoải mái hơn hẳn. Ông lấp đầy lịch trình với nhiều sự kiện sau khoảng thời gian ngắn tạm nghỉ kể từ khi tuyên bố rút lui khỏi chiến dịch tái tranh cử. Trong tuyên bố đi tới New Orleans hôm 13 tháng 8 để công bố các khoản đầu tư phát triển phương pháp điều trị ung thư mới, ông Biden đã làm rõ rằng ông vẫn đang tích cực tham gia vào những vấn đề nghiêm trọng nhất của đất nước, được thông báo về các cuộc xung đột ở Ukraine và giải Gaza 5 giờ trên lần nhưng ông cũng dành thời gian giao lưu với các phóng viên thay vì nhanh chóng lướt qua như những thời điểm căng thẳng và ở lại sau chuyến thăm chính thức để ăn tối tại một nhà hàng hải sản cùng phu nhân và nhân viên kể từ khi tuyên bố quyết định rút lui tổng thống kết hợp các hoạt động cho thấy sự ưu tiên với các vấn đề quan trọng của đất nước đồng thời hướng tới các dự án để lại di sản cá nhân và tham gia nhiều sự kiện công khai hơn Đầu tháng 8, khi được một phóng viên hỏi liệu cuộc trao đổi tù nhân đa quốc gia mà tổng thống đã thúc đẩy đàm phán có ý nghĩa đặc biệt nào không khi ông sắp nghỉ hưu, ông Biden đáp lại rằng đó là công việc như thường lệ. Khi giao lưu với thế hệ trẻ vào ngày 14 tháng 8, ông Biden cũng đùa về khả năng hoạt động như một nhà sáng tạo nội dung trực tuyến.